tiểu tinh, tao nhận điện thoại của ba mẹ tao. Cô chay nói tao sử dụng điện thoại trong giờ học nên đập nát điện thoại tao luôn rồi. Làm hư tài sản của học sinh, quá đáng thật. Hợp tơ, sắc khờ, chỉ lì. Lào sư, chai chân. Ai, sao cô giáo dị tiếng Trung lại quan cầm điện thoại rồi? Thôi để, tao giữ giùm cô ấy. Tiểu Cương, mày đi mượn cái điện thoại, lát nữa tới tiết cô Chi gọi điện cho số điện thoại này. Ok mày. Được rồi, các em nhìn cái hình tam giác này. Tiểu Tinh, đưa điện thoại em ra đây. Cô ơi, cái điện thoại thì không thể đập. Cô đã nói, ai mà cầm điện thoại tới lát thì cô sẽ đập điện thoại của người đó. Đưa đây. Nhưng đây là điện thoại của cô giáo dạy tiếng Trung. Cô giáo dạy tiếng Trung rất yêu điện thoại, làm sao mà có thể không đeo úp lần được chứ. Dám lừa cô. Cô Chi, cô có nhìn thấy điện thoại của tôi không? Lúc nãy tôi để quay ở đây rồi. Hả? Thật sự là của cô? Hả? Điện thoại của tôi. Lấy trường hợp của tôi làm gương, mong sau này các giáo viên khác đừng tùy tiện đập điện thoại của học sinh nữa. Tiểu Tinh, mày đánh quá.